Sáng ngày 19 tháng 10, Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam vừa có báo cáo nhanh về việc tàu QNA-90129TS và QNA-90927TS bị chìm trong khi hành nghề trên biển. Theo đó, vào lúc 22:30 tối ngày 18 tháng 10, tàu kiểm ngư KN-467 tiếp cận tàu QNA-90039TS để tiếp nhận ngư dân. Đến 0:45 ngày 19 tháng 10, tàu KN-467 đã tiếp nhận xong 43 ngư dân và 2 thi thể. Trong đó có 40 ngư dân và 2 thi thể của tàu QNA-90129TS bị chìm và 3 ngư dân của 2 tàu cá khác bị đau xin về bờ. Sau đó, tàu KN-467 tiếp tục di chuyển đến vị trí tàu QNA-91782TS để đón 38 ngư dân của tàu QNA-90927TS bị chìm. Dự kiến 9 giờ sáng nay sẽ tiếp cận được tàu QNA-91782TS, sau khi đón xong sẽ di chuyển về cảng An Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam vào trưa ngày 20 tháng 10. Cũng theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, đến thời điểm hiện tại chưa phát hiện thêm người mất tích của 2 tàu bị chìm. Trên hiện trường còn 10 phương tiện gồm 3 tàu của các lực lượng chức năng, 7 tàu của ngư dân vẫn tiếp tục tham gia tìm kiếm. Sáng ngày 19 tháng 10, liên quan tới vụ sát hại cô gái trong một cửa hàng quần áo trên đường Trần Hưng Đạo, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, lực lượng chức năng công an tỉnh Bắc Ninh và huyện Gia Lâm, Hà Nội đã tìm thấy thi thể Nguyễn Văn Hiệp, sinh năm 1986, ở xã Trung Thành, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên, là nghi phạm gây án. Thi thể của nghi phạm Nguyễn Văn Hiệp được phát hiện trên sông Hồng đoạn chảy qua địa phận xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, cách cầu Thanh Trì khoảng 10 km, là nơi mà Hiệp nhảy xuống sông sau khi gây án. Trước đó vào chiều ngày 17 tháng 10, công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo về việc tại một cửa hàng quần áo xảy ra án mạng. Nạn nhân là chị P, sinh năm 1996, ở xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, là nhân viên cửa hàng. Chị P bị một nam thanh niên dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng đầu, cổ, bụng, ngực dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn. Quá trình điều tra, bước đầu xác định nghi phạm là Nguyễn Văn Hiệp. Theo lời khai của các nhân chứng, Hiệp nhiều lần đến gặp chị P tại cửa hàng vào các buổi trưa, chưa rõ mối quan hệ cụ thể giữa Hiệp và nạn nhân. Thời điểm xảy ra vụ việc, Hiệp đến cửa hàng gặp chị P nói chuyện. Sau đó cả hai mâu thuẫn, cãi nhau. Hiệp dùng dao nhọn đâm 8 nhát vào vùng đầu, cổ, ngực, bụng làm chị P tử vong tại chỗ. Gây án xong, Hiệp điều khiển ô tô taxi màu xanh bỏ trốn. Các lực lượng chức năng sau đó tìm thấy chiếc ô tô có đặc điểm ở hiện trường gây án đổ trên cầu Thanh Trì, Hà Nội. Theo các nhân chứng, khoảng 15:40 phút ngày 17 tháng 10, một nam thanh niên lái chiếc ô tô trên đến và đổ trên cầu Thanh Trì, sau đó nhảy từ trên cầu xuống sông Hồng. Ngày 19 tháng 10, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai cho biết sẽ mời công ty cổ phần cấp nước Chư Sê, huyện Chư Sê lên làm việc nhằm tìm giải pháp không để xảy ra việc ngừng cấp nước cho dân. Trước đó, ông Lê Vinh Thịnh, Tổng Giám đốc công ty cổ phần cấp nước Chư Sê đã ký thông báo tạm dừng cung cấp nước toàn huyện Chư Sê. Lý do là tài khoản ngân hàng của công ty bị khóa và mất hết tiền, nên công ty không có tiền để thanh toán 41 triệu đồng tiền điện tháng 9. Ông Thịnh cho biết, nhà máy hoạt động từ năm 2018, vốn đầu tư khoảng 200 tỷ đồng. Thời điểm khảo sát dự án, dự kiến có 8.000 hộ dân huyện Chư Sê đồng ý sử dụng nước máy. Dù đường ống đã hoàn thiện, tuy nhiên, khi nhà máy xây xong, đến nay chỉ có khoảng 1.400 hộ đến 1.600 hộ sử dụng nước. Từ khi hoạt động đến nay, công ty gặp khó khăn, thua lỗ từ 500 triệu đồng đến 900 triệu đồng một tháng, phải bán tài sản để bù lỗ. Đến khi dịch Covid-19 diễn ra, công ty không có khả năng bù lỗ. Công ty phải nợ lương nhân viên từ tháng 6 năm 2021 đến nay. Nhiều người đã xin nghỉ việc do nợ lương. Số nợ bảo hiểm hiện tại khoảng 600 triệu đồng. Sáng ngày 19 tháng 10,
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội mua bán người đối với Lò Thị Sầu và Lò Văn Sanh, đều trú tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Trước đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của chị T tố cáo hành vi của một số đối tượng lừa gạt bán nạn nhân sang Trung Quốc từ năm 2019. Theo nội dung đơn tố giác, khoảng tháng 6 năm 2019, khi làm việc tại một công ty nhựa ở tỉnh Bình Dương, T có quen biết với đối tượng Lò Văn Sanh, sinh năm 1990. Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin, Sanh đã nhiều lần dụ dỗ T ra Bắc làm việc với mức lương cao. Do thiếu hiểu biết, T đã đồng ý ra huyện Phù Yên để làm việc, nhưng khi đến Phù Yên, T được chị gái của Sanh là Lò Thị Sầu, sinh năm 1984, dẫn lên tỉnh Lạng Sơn vượt biên sang Trung Quốc. T đã bị bán cho một người đàn ông Trung Quốc. Đến tháng 6 năm 2023, chị T bỏ trốn, trình báo cho công an Trung Quốc và được giải cứu trở về Việt Nam. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Ngày 19 tháng 10, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa triệt phá một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề quy mô rất lớn, với tổng số tiền giao dịch đánh bạc mỗi ngày trên 200 triệu đồng. Trước đó, sau một thời gian theo dõi, Công an thành phố Buôn Ma Thuột phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt kiểm tra và bắt quả tang tại 10 điểm đang ghi số đề cho các con bạc trên địa bàn thành phố. Khám xét tại các địa điểm, lực lượng công an đã thu giữ 16 chiếc điện thoại di động cùng nhiều tài liệu. Tang vật liên quan đến hoạt động ghi số đề, lực lượng công an cũng triệu tập 12 đối tượng đến trụ sở công an để đấu tranh làm rõ. Trong đó, cầm đầu đường dây số đề này là Nguyễn Thị Bích Trâm, 44 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột. Theo lời khai của đối tượng, đường dây số đề này hoạt động từ đầu năm 2022 đến nay và có 25 người tham gia. Để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng không nhận phơi đề trực tiếp mà sử dụng qua tin nhắn điện thoại và các mạng xã hội. Tất cả tin nhắn sau đó đều được xóa sạch.